Rồi, chào tất cả anh em nha. Trước mắt anh em đây là một con SH2020. Bạn khách có nhờ mình hỗ trợ lấy xe ở bên Tân Phú về để mà bảo dưỡng cho bạn cái gói combo ở bên mình là cái gói bảo dưỡng 850 đó anh em. Thì xe này sẵn thì bạn khách có diễn tả cho mình một số tình trạng là xe nó bị kêu cổ, cục cổ. Rồi xe này hiện tại là cái odo này anh em. Odo xe này đã 67.500 km hơn rồi. Thì trước cả huyết bản này có bảo dưỡng chưa thì mình chưa biết. Nhưng mà mình sẽ cho anh em coi là cái xe mà 60.000 cây thì bảo dưỡng bên trong nó sẽ như thế nào nha anh em. Thì sẵn cái xe bảo dưỡng thì bạn khách có yêu cầu mình là sơn cho bản là cặp cuộc trước, cặp mâm và cái tay dắt ở đằng sau này. Nhưng mà anh em nhìn thấy không, cái xe này là nó còn đang rất là mới anh em, nhưng mà chưa nhìn dấu hiệu là chưa có bị cũ. Mặc dù ngày qua trời mưa lớn quá chừng lớn luôn á, nhưng mà về thì nó hơi dơ xíu, nhưng mà nhìn mâm này cũng còn đẹp anh em. Mâm zin nè, đồ chung là chưa có bị xuống, nhưng mà mình hẳn khi mình sơn là sơn đổi màu anh em, sơn này màu đen bóng cho bản đó. Cái sẵn mình cho anh em coi là cái xe mình bảo dưỡng thì nó sẽ có những cái gì. Thì thường mình quay mình làm bảo dưỡng xe thì mình sẽ quay clip lại cho anh em coi bên trong. Mình sẽ bao những cái nào mà nó bị hư hỏng hao mòn nhiều quá thì mình sẽ báo giá cho anh em, thì mình giao mình anh em ok thì mình thay, còn anh em không ok thì mình chỉ bảo dưỡng thôi nha anh em. Nhưng mà cái đó mình không có bắt buộc, tại vì khi mà bảo dưỡng một con xe như thế này thì đương nhiên thì có người anh em nào kỹ tính họ muốn là kiểm soát, không muốn bị hư dọc đường hay là hư bậy gì đó, thì đương nhiên mình sẽ kiểm tra tổng thể của mình báo cho anh em nha. Rồi bây giờ anh em còn xem mình là mình bảo dưỡng con xe này bên trong nó làm các bước như vậy nha anh em. Rồi đây là cái anh Thác, là mình đã tháo hết cái dàn áo anh em. Hiện tại bạn thợ mình cũng đang tháo luôn cái phần chản ba ra anh em, tháo chản ba ra mình sẽ kiểm tra chản cổ, rồi đây cặp cuộc này là có tháo em đi sơn cho bạn chủ xe nha. Đây dòng thể bên trong, những dòng xe cao cấp anh em thì cái phần mà bê tông heo đồ này anh em, cái phần Sinfos đó nó sẽ khó hư hơn so với những cái dòng xe phổ thông như AB hay Vario nha anh em. Tại vì những dòng xe kia AB anh em đi thời gian thì nó dễ bị hư cái này nè. Thứ hai là bên trong cái sin của mấy bê tông này nè là nó sẽ bị nặng. Còn đối với SH thì mình thấy là nó khó hơn nha anh em, chứ không phải là nó không hư, nó sẽ khó hơn xíu. Ở đây mình sẽ bảo dưỡng, lát mình sẽ mở ra mình bảo dưỡng cả heo anh em, bảo dưỡng cả heo dầu, mình kiểm tra dầu thẳng cho anh em luôn. Đây anh em dàn áo xe mình tháo hết rồi. Anh em nhìn thấy nó sẽ có bên trong cái xe nó gì nè. Đó. Còn thợ mình đang tháo hết phần đó em. Đây nồi thì mình đang tháo luôn. Đây. Rồi, mình qua nồi ngó qua thấy có cái kẹp Dr. Bulay nha anh em. Đây, xe này xài kẹp Dr. Bulay nha. Rồi, bi bọng còn nhìn rất là đẹp luôn anh em. Bi là bi Dr. Bulay luôn. Nồi zin SH nha anh em. Đó. Dây go của bạn này còn tốt luôn. Chắc nồi này là chắc có làm rồi anh em, nếu mà 60 mấy thì không thể nào mà còn tới đẹp như vậy. Cái dây go này còn căng đét luôn. Đây, bố nồi. Đây là phần bố của chủ xe bên trong nha. Phần bố này chủ xe không có than phiền gì nào thì bên mình sẽ vệ sinh bảo dưỡng lại nha anh em. Đó, nói chung trước mắt thì nhìn thấy là chưa có hao mòn gì hết. Bắn ra luôn anh xem cái phốt poly xem nó có bị xì không. Rồi, xe này giam mình đó anh em thấy không? Bảo dưỡng xe là để phát hiện được cái phốt poly nó có xì không anh em. Xe này là có hơi xước poly nha anh em. Đây. Đó này không nè, có những cái poly này có dấu xước nè. Đây đó. Cho nên là xe này là thay phốt, là thay mình theo phương án gọi là xài tạm thay đỡ lại, chứ cái buli này thì đảm bảo không thể nào xài lâu dài được. Nó cái phốt này đã xì phốt mở rồi. Cái này thì mình sẽ báo cho bạn chủ xe cái phần này đó. Nói chung là thay phốt, xài tạm thì thay rồi bù phốt, còn buli này thì chắc chắn là tương lai không còn xa nữa là nó sẽ không còn hoạt động tốt anh em. Nó xì như vậy thì mỗi một ngày nó sẽ tăng nhiều hơn, mà nó xì nhiều quá thì nó sẽ văng vào trong bố chuôn nha anh em. Ở phần bu thắng thì đây thợ mình đã vệ sinh sạch sẽ anh em. Đây, kiểm tra phốt rồi, phốt còn rất là ngon anh em. Đây mình cho anh em xem nha, đang có dầu thắng trong đây luôn nha. Đó, mình bóp tay nè anh em nhìn nè. Mình bóp là nó sẽ đi vô này anh em không đó. Mình bóp hai bên luôn nè. Đây cái bít tông của cái này mà nó không có bị nặng anh em, là mình dùng tay mình bóp là nó sẽ đi vô nha. Bây giờ mình sẽ bóp cái bóp thắng anh em nhìn, nó sẽ đi ra nè. Đó bóp thắng là nó sẽ đi ra nha anh em, mình bóp tay là nó sẽ vô lại nha. Đây đó, vô nha anh em. Rồi bóp thắng mà đã vệ sinh sạch sẽ, bóp thắng còn nhiều nha. Tốt rồi, mình sẽ lắp cái phần vệ sinh này xong rồi. Trong đây là mình đã có cho mở vô anh em, cho mở vào bên trong đây đó, thì sạch sẽ cho mình lắp cái phần bảo dưỡng cái phần này. Thì mình sẽ kiểm tra cái phần phát bánh nữa, rồi bà đạn bánh.
Rồi, nói chung là sau khi bảo dưỡng cái con heo dầu này mình đã bảo dưỡng xong anh em, đó mình cho vô mở là hết luôn rồi. Rồi kiểm tra nó cho bảng số xe là bằng bugi, chụp bugi. Đó thì cái chụp bugi này, đây cho anh em coi nè, em gỡ cái cao su ra cho anh đây. Xe này trước đó bạn có mang đi bảo dưỡng rồi. Nhưng mà bạn nói em muốn bảo dưỡng tổng thể là người ta bảo dưỡng chưa có hết. Thì mình kiểm tra cho bằng số xe này anh em thấy không? Bugi nè. Bugi này là rất là mới nha anh em. Nghĩa là lên đỏ, lên gọt cái màu gạch tôm nè. Ở ngay cái phần lỗ sứ nha. Là bugi mới, bugi này có hai rồi nè. Không ra được rồi, trước đây có vệ sinh rồi. Cái phun cũng có vệ sinh rồi nhưng mà cái xin này hồi trước lên người ta lắp vô nó bị cấn á, cho nên nó hơi bị méo cái xin xíu. Lọc gió này cũng còn ok luôn nha anh em. Đây, cũng là cái màu lọc gió gì nhưng mà anh em bằng đưa lên cái ánh sáng này nè. Anh em nhìn nè, đó, nó không thấy ánh sáng nó qua bên kia là lọc gió còn tốt nha anh em. Còn nó cũng có cái màu này nhưng mà đưa lên nhìn không thấy không qua bên kia nó mịt mù là nó sẽ không tốt nha. Mà em mở cái cao su này ra cho anh nè. Để anh coi bên trong đây nó cái phần mà cái lỗ sứ này nè anh em. Đây. Cái xe này 60,000 cây rồi. Thì cái phần lỗi trong đây nè. Đây. Đó mình coi kiểm tra đây nè, đó nếu mà nó còn cái màu vàng đồng thì nó tốt, còn nếu mà nó chuyển sang bị sậm lại và bị ấy á, nó bị ten đồ là nó sẽ không tốt anh em, đánh lửa nó sẽ không ngọt nha. Lửa nó sẽ không đều. Đây, bây giờ mình sẽ bảo dưỡng lại anh em, chung là trong gói bảo dưỡng của mình là làm đầy đủ lại hết. Đó, xác mình mở cái bầu gió này ra ngoài luôn đi. Trở về ra, lát mình rửa sơ cho cái phần vàng phần bên trong đây hết, rửa sạch sẽ này nè, dơ nè. Có dơ, mình sẽ bảo dưỡng bên trong cái vàng áo với vàng phùng sườn này hết. Cái dòng mà motor bơm đời này anh em thì hãng nó thiết kế lại nha. Hồi xưa là cái phần mà motor bơm á, cái đầu nó sẽ nhô lên. À, nó làm cái cuốn xăng này là chỉ có ngang ngắn thôi, nhưng mà những cái đời mới sau này nè, đời bơm mà từ mà họ làm cái cuốn xăng này nè là cao lên. Cái này là mình phải lắp á, là nó sẽ lọt cái này anh em, đó nè. Đây nó lọt nó nằm dưới. Đó cho nên là đi mua lấy lọc xăng á là cũng tùy đời anh em. Nha, chứ nó ngày trước mình còn xài chung của thằng đời này với đời kia nha, đời sau này thì không nha anh em. Đó rồi, cái công đoạn là rửa áo là đã rửa xong anh em. Giờ chuyển đến công đoạn là mình rửa cái dàn sườn nha anh em, dàn sườn dàn xe nha. Đây thì trước khi rửa này anh em, à, bảo dưỡng cũng xong rồi, à, giờ rửa chi tiết bên trong xe cũng xong rồi anh em. Giờ tại mình đang chờ đồ sơn nữa là mình gắp cái xe SH này. Hiện tại thì xe này là mình có thay lưới lốp xăng, có làm chiếc cổ phích kia cục cho bạn chủ xe. Chứ trong cái nồi thì mình có thay cái khoách poly thôi anh em. Còn tổng thể cái xe này thì nhìn cũng rất là cứng anh em. Nếu mà đồ SH thì nó có khác với những đồ xe kia anh em. À, đồ nó sẽ gọi là có chất lượng cao hơn, nó ít hư hỏng hơn. Bởi vì cái giá thành nó cao mà. Đây anh em nhìn tổng thể thì mình rửa xe cho sạch sẽ cho bạn chủ xe nha. Chung bạn chủ xe này mà cũng kỹ cho nên mình cũng chăm chút với cái xe này. Đó. Cái phần máy này mình rửa là lên cái màu nhôm zin nha anh em. Đó, không có bị mà cháy nhôm nha. Đó, mà để từ hôm qua đến giờ rồi nhưng mà vẫn chưa có bị lên. Anh em mà xài những cái loại hóa chất mà rẻ, anh em mà chà quá, tẩy quá là nó sẽ bị lên muối nha anh em, lên muối và cái màu nhôm nó đen nha. Đó, đây bên trong xe nè, mình đã rửa sạch sẽ hết rồi. Chỉ còn chờ đồ về gắp nữa là xong nha anh em. Rồi, anh em sẽ chờ cái thành phẩm con xe này, nhìn xe là cái sơn cái phần dàn chân đổ màu, nhìn cái xe nó có hơn ưng ý không anh em. Rồi cái dàn cỏ này ban đầu thì mình định là không có thay cho chú xe anh em, mình chỉ siết lại cho nó hết kêu cục cục thôi, nhưng mà siết vô á nó hết kêu cục cục rồi, nhưng mà nó bị sượng cổ anh em, nặng nha, bẻ nó sượng ngắt à, nó không có được mượt nó, cho nên là mình sẽ thay dàn cỏ mới cho bạn chú xe. Thì mình cho anh em coi nè, thì trên dòng xe Honda thì nó có chung một cái những cái nhược điểm như nè. Thì ở đây nè, thường thường là nó nghe không, cái độ rơ, cái độ lắc của nó nhiều, anh em nghe cái phần này nè, nên là xe nó dễ bị kêu cục cục, mà siết vô nó quá thì nó bị nặng. Đến đây mình có cái chén cổ của mình anh em, chén cổ này của mình đang thay cho anh em rất là nhiều, là mình thay để mình fix cái hiện tượng bị kêu cục cục anh em. À, mình thả vô là đó anh em thấy không, đây nè, móc luôn thấy không nè, không có đủ rơ luôn anh em. Rồi em nhỏ lên rồi nè, giờ rút lên là phải chùm miếng vải vô và nắm kéo đều á là nó lên nè. Đó anh em thấy không, nên là đây là cái ưu điểm của cái chén cổ bên mình em, mình khỏi phải đi đắp chén ba. Đó đây thay vô. Rồi bây giờ mình sẽ thay cho chiếc xe này cái chén cổ anh em. Đó là nó vừa khít luôn, nó bóp kìa nè. Rồi chiếc SH này là mình cũng vừa hoàn thành xong nha anh em. Đây mình vừa cho anh em xem qua sơ qua cái dàn chân của xe này nè. Đó, từ cái màu bạc mà giờ mình sẽ đổi thành màu đen anh em, thì nhìn cái xe nó sẽ
nhìn rất là cứng nha anh em, nhìn nó chắc xe hơn nha. Đây đó, anh em nhìn một vòng nha, đây cái cản anh em không, cái cản mà từ cái màu bạc mà sơn ra cái màu đen, nhìn cái xe nó rất là gọi là có nét nha anh em. Đó, đây cặp mâm cũng màu đen nè anh em, đen bịch đen bóng nha. Đó, cái phần gấp này là mình bắn cát nước nha anh em, nhìn nó rất là đẹp nha, nó lên gần zin hết nè anh em, không có bị nhìn trắng bệt nha. Đó, trong là tổng quan nhìn con xe này thì nó rất là cứng nha anh em, nhưng mà có một điểm còn mình chưa ưng lắm là cái xe này là dán keo anh em, nó có bị chày nên nó xù keo. Thì ban đầu bạn chủ xe có nói nhờ mình là lọc keo ra luôn đi rồi nữa bạn đi dán keo lại sau, nhưng mà bạn nói khoan hả Lộc anh ơi, thì bạn sợ là bạn lọc xong rồi thì bạn đi về bạn chưa có kịp dán keo lại thì xe đậu trong nhà hay đậu trong bãi gì đó nó bị chày, nên là bạn nói với mình là thôi để nó em đi ra chỗ đề can á cho người ta lọc ra rồi người ta dán lại luôn. Đó, cho nên là cái xe này nhìn còn hơi xù xù này xíu anh em, cho nên là cái dàn áo này mình không có đánh bóng được anh em, nó có keo cho nên mình không đánh được, chỉ có gì mình chỉ đánh lên cái nước sơn gì đó anh em, giống như thế này nè. Đó, anh em thấy không, cái dàn chân nhìn nó bóng rồi không, rất là đẹp luôn. Rồi ok, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết clip của mình nha, em cần bảo dưỡng xe liên hệ mình nha.